Vâng, xin chào anh em. Em soạn máy Meta 18V hãng nhập Mỹ vào nội địa Úc nha anh em. Đầu tiên là thân máy con Meta 18V và chức năng Trút lách The Heifer 485 đầu kẹp 13 ly từ 500 đến 1900 min, 21 cấp trượt. Cấp số 2 chậm, số 1 nhanh. Tăng máy 2,2 triệu nha anh em. Khoang 3 chức năng, máy có thang, 21 cấp trượt, quýt, khoang thường, khoang búa, 1,6 triệu thân máy. Không, 1,6 triệu. Quýt Mata phiên bản màu trắng, hàng nội địa Úc mới 9500, Dotterdor 153, 3400 min đến 3600 min, lực chỉnh bằng tay, thân máy 1,9 triệu. Quýt Mata có thang, Dotterdor 152, 2900 min đến 3500 min, có thang lập chỉnh bằng tay, thân máy 1,3 triệu. Mata Nhật về mới 100% nha. Model Interbank. Dotterdor 171D. 4 cấp chỉnh lực. 171 là đỉnh của Mata đó. Bốn triệu mốt thân máy. Quýt Mata nội địa Úc. Dotterdor 153, 3400 min đến 3600 min, 1,7 triệu thân máy. Thân quýt. Triệu bảy nha anh em. Quýt Mata Xdotter 15, hàng 7 về
thang cấp chỉnh lực. Thang máy 1,7 triệu. Mata Việt Nam hãng Dotoner 171 chỉnh 4 cấp. Bảo hành 6 tháng anh em. 3,4 triệu thân máy. 3,3. Cứ đĩa Mata 18V hàng Mỹ về. XSH04. Chiều xấu thân máy. Máy cực kiếm Mata 18V, hàng nội địa Úc. ZR 183 18V. Máy cắt hàng 1,5 triệu thân máy. Máy mài Mata Rutledge. DGA 504 8500 min. Đấy là cách 125. Phần máy 2,7 triệu nha anh em. Mới 95% nha. Vô sử dụng luôn. Máy mài Mata có thang 1,4 triệu, đĩa cách 125, 1,4 triệu. Pin 3A 900k. Pin 105 500. Pin 5A 1,3 triệu. Sạc nhanh 1 triệu một cục.